Chào mừng quý anh chị trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh giá rẻ của nhà đất Lộc Nguyễn nha. Hôm nay thì Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị vẫn như thường ngày những cái phân khúc nhà giá rẻ dành cho những quý anh chị nào có thu nhập thấp, lương khoảng 5 triệu là quý anh chị đã sở hữu được một cái căn nhà cho gia đình mình rồi ha. Lộc Nguyễn rất là hiểu cho những cái hoàn cảnh mà đang ở những cái nhà thuê á, thì rất là mong muốn cho gia đình mình có những cái căn nhà nhỏ cho tổ ấm mình. Thì hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu đến cho quý anh chị một cái phân khúc nhà giá cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Và từ vị trí nhà mà hôm nay Lộc giới thiệu cho quý anh chị á, nó chỉ cách ngay khu vực ngã ba Tân Kim á quý anh chị, chỉ tầm khoảng 400m thôi. Và từ vị trí nhà quý anh chị di chuyển lên bến xe buýt quận 8 theo trục đường quốc lộ 50 quý anh chị, chỉ tầm khoảng 10 km, thì Lộc thấy cũng khá là gần để cho quý anh chị sở hữu cái căn nhà này, để chúng ta làm một cái nơi an cư lập nghiệp cũng như là cho con cái chúng ta học hành ha. Thì gần khu vực nhà chúng ta có đầy đủ tất cả các trường học, như là trường trung học cơ sở Trương Văn Ban nè, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, và đặc biệt là gần chợ luôn nha quý anh chị. Thì phân khúc nhà này á, nó rất là rẻ so với những cái căn nhà xung quanh luôn ha quý anh chị. Với cái diện tích là ngang 4, dài 6, một trệt, hai lầu, có đến 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh nha quý anh chị. Nhà quý anh chị và cô chú. Thì cái khu vực của chúng ta tập trung tới 7 khu công nghiệp, nên quý anh chị nào mà có nhu cầu đầu tư, mình có thể là sở hữu căn nhà này để chúng ta cho thuê. Thì với phân khúc nhà này á, chúng ta cho thuê từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu một tháng nha. Đó. Thì đây là căn nhà mà Lộc giới thiệu cho quý anh chị nè. Quý anh chị nào mà lương 5 triệu thì hãy tham quan căn nhà này nha. Đừng có bỏ qua cái cơ hội mà một cái căn nhà giá cực rẻ luôn. Nằm ngay vị trí là cách ngã ba Tân Kim, ngay quốc lộ 50 quý anh chị. Ngay trường Trương Văn Bang, quý anh chị đi vào bên trong nhà chỉ có khoảng 400m thôi. Và đường là đường xe hơi luôn. Đường trước nhà là đường 4m nha. Đường 4m. Và chúng ta xung quanh á, cái mé bên tay phải Lộc chỉ nè, thì là nó sẽ thông tứ hướng luôn nha quý anh chị. Đó, cái đường đó là đường đường Ba Nhơn, nó sẽ đi thẳng ra quốc lộ 50 luôn. Còn đường bên tay trái Lộc là mình chúng ta di chuyển từ quốc lộ 50 đi vào á, là đi bằng xe hơi chúng ta đi vào căn nhà này. Đó, quý anh chị thấy thế nào ạ? Thì hãy cùng Lộc Nguyễn đi vào bên trong nhà, Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị ở cuối video nha, với một cái mức giá chỉ hơn 600 thôi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nhìn mặt diện bên ngoài nè, với cái tông màu trắng nhìn rất là nhã nhặn ha. Đó, theo phong cách tân cổ điển không quý anh chị, với những cái đèn chiếu sáng cũng như là đèn phía trước nhà nè, nhìn rất là sang và hiện đại luôn. Mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách ha. Với một cái căn nhà nè, gọn gàng như thế này á, thì Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình nào có khoảng 3 thành viên tới 4 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý ha. Đặc biệt là những anh chị em công nhân nè, thu nhập lương khoảng 5 triệu một tháng là chúng ta đã sở hữu được căn nhà này rồi ha quý anh chị. Căn nhà chỉ hơn 600 triệu thôi nha quý anh chị, và giá đủ thì quý anh chị hãy theo dõi hết video, là Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị nha. Đó, ở bên trong khu vực phòng khách đó, nó rộng tầm khoảng 25m² nha quý anh chị. Ở phía trên trần nè quý anh chị, trần là trần dược cấp với những cái hoa văn và họa tiết, nhìn rất là sáng ở nhà của chúng ta luôn. Đặc biệt là có hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực phòng khách của chúng ta nè ha. Rồi, phía bên tay trái Lộc nè quý anh chị, có ống nước vào và ống nước ra. Thì ở đây á, nhà chúng ta gọn gàng quý anh chị, nên thợ thiết kế rất là thông minh. Rồi ở đây có những cái ổ cắm điện, thì chúng ta tới cái vị trí này chúng ta để máy giặt ở đây ha. Đó, còn đây là cái khu vực bếp nha quý anh chị. Khu vực bếp này thì chúng ta có thể là đứng tầm khoảng 3 người, chúng ta thao tác nấu ăn ở đây cũng rất là hợp lý ha quý anh chị. Ở phía tủ bếp dưới thì được ốp lát những cái đá hoa cương rồi, nên rất là sạch sẽ khi mà quý anh chị nấu ăn ở đây ha. Ở đây được cái là làm cho quý anh chị hai cái bồn, để cho quý anh chị thoải mái khi mà chúng ta thuận tiện nấu ăn ở đây. Vòi nước ở đây rất là mạnh nha quý anh chị. Nước là nước của công ty nước Hà Lan, nước là nước sạch nên quý anh chị an toàn sử dụng ha. Nước rất là mạnh luôn. Đó, mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng vệ sinh ha quý anh chị. Khu vực phòng vệ sinh á, tường thì đã được ốp lên tới trần cho quý anh chị luôn nè. Gạch đó quý anh chị, gạch tường đã được ốp lên tới trần nè. Rồi phía dưới thì ốp gạch chống trơn trượt ha. Lavabo, vòi sen, bồn cầu.
những cái thiết bị cần thiết cho phòng vệ sinh được gắn rất là đầy đủ cho quý anh chị luôn rồi. Đó, một cái căn nhà chỉ hơn 600 triệu thôi, thì quý anh chị thấy thế nào ạ? Thấy có phù hợp với tài chính của mình chưa ạ? Nếu mà phù hợp rồi thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn để chúng ta tham quan căn nhà này. Duy nhất chỉ còn một căn nha quý anh chị. Hiện tại thì chính chủ đang rất là ngợp luôn quý anh chị, đang rất là cần tiền nên bán cái giá rất là rẻ so với thị trường. Chứ ở cái vị trí này quý anh chị, cách đây khoảng 2 căn thì căn nhà đó cũng đang rao bán với giá là 900 rồi. Đó, căn nhà chúng ta chỉ có hơn 600 triệu thôi. Thì quý anh chị hãy nhanh tay để chúng ta đi xem căn nhà này để sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà 2 lầu đường xe hơi luôn nha quý anh chị. Tiếp theo thì chúng ta di chuyển lên trên khu vực lầu 1 và lầu 2 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Tay vịn của cầu thang được thiết kế bằng inox nha quý anh chị. Được sơn tĩnh điện với cái tông màu xanh dương nè. Nhìn rất là hài hòa và hợp với cái mẫu nhà của chúng ta ha. Các bậc cầu thang khi mà lầu bước lên quý anh chị nó khá là ngắn nè quý anh chị, nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta đi khu vực cầu thang này. Khu vực lầu 1 thì sẽ có một phòng ngủ và một khu vực phòng vệ sinh nha quý anh chị. Ở cái khoảng không gian trống này nè quý anh chị, nó có một cái khoảng không gian trống ở dưới khu vực cầu thang, thì chúng ta cũng có thể thiết kế một cái khu vực nhà kho ha. Đó, Lộc bắt đèn lên cho sáng ha. Đó, ở dưới đây nè thì chúng ta cũng có thể làm một cái khu vực nhà kho để đựng những cái vật dụng linh tinh mà không xài đến ha quý anh chị. Đây, khu vực trên lầu 1 đây thì phía trên nè quý anh chị có một cái ô kính như thế này để chúng ta treo bức tranh ha, hoặc là chúng ta dán những cái giấy dán tường ở khu vực này để làm một cái điểm nhấn cho khu vực phòng ngủ của chúng ta cho phần đẹp hơn nha quý anh chị. Ở phía trên có một cái đèn led nè, giúp chiếu sáng cho cái khu vực lầu 1 của chúng ta. Và đây là căn phòng vệ sinh thứ hai nha quý anh chị. Cánh cửa được làm bằng chất liệu cửa nhôm ha, và kính là kính mờ ha quý anh chị. Đó, phòng vệ sinh ở lầu 1 thì tường đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị nè. Rồi bồn cầu, vòi sen phía dưới thì gạch chống trơn trượt luôn ha quý anh chị. Đó, một cái căn nhà với phân khúc giá cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì gia chủ của chúng ta đang rất là ngợp luôn, nên bán cái nhà này với cái giá cực rẻ luôn. Rẻ so với những căn nhà kế bên ha quý anh chị, và căn nhà này là chưa qua tay luôn quý anh chị. Thì gần nhà của chúng ta có đến 7 khu công nghiệp đó quý anh chị, như khu nghiệp Kiona nè, khu công nghiệp Tân Kim, khu công nghiệp Phun Lưu, Chin Lưu, nên quý anh chị có thể là mua căn nhà này để chúng ta cho thuê ha. Với cái mức cái giá thuê ở đây là mình cho thuê tầm khoảng 2 triệu đến 2 triệu rưỡi một tháng nha quý anh chị. Và đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu 1 nha. Nó có một cái khoảng không gian hình chữ L ha quý anh chị. Đó, nó rộng khoảng 10 mét vuông nha quý anh chị. Đó, cửa thì được làm bằng chất liệu là cửa kính nhôm sifa, kính cường lực ha. Kính là kính mờ nha quý anh chị, nhìn vào không có thấy. Rồi những cái ổ cắm điện đã được lắp sẵn hết cho quý anh chị luôn rồi nè. Đó, để chúng ta thuận tiện sử dụng những cái thiết bị điện cho ngôi nhà ha. Gồm một cái khu vực cửa sổ kiểu này giống như cửa sổ quý chị, nhưng mà nó sẽ không mở ra được nha, để nó lấy sáng thôi. Đó, ở đây thì đã lắp màn sẵn cho quý anh chị luôn rồi. Phía trên là trần la phong nha quý anh chị, cùng với hệ thống đèn led giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng ngủ của chúng ta nha. Đó, cái vị trí nhà này là thấy rất là đắc địa luôn. Thì Lộc Nguyễn sẽ mở cái cửa sổ ra, cái cửa chính ra cho quý anh chị tham quan phía trước của chúng ta ha. Rất là mát luôn quý anh chị ơi, một cái khu vực nhà vườn phía trước nè, cái view này rất là thích ha quý anh chị. View sân vườn ha. Đó, một cái xung quanh khu dân cư của chúng ta rất là đông đúc và sầm uất rồi quý anh chị. Đó, mở cửa ra rất là mát luôn, vì là căn nhà của chúng ta nằm ở hướng đông đó quý anh chị,
nên nắng buổi sáng và buổi chiều phải nói rất là mát luôn á quý anh chị. Rồi, Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực lầu 2 ha. Rồi, Lộc Nguyễn sẽ bước lên các bậc cầu thang. Phía trên thì là khu vực cầu thang được làm bằng chất liệu là bằng sắt ha quý anh chị. Tay vịn là cũng là thiết bị sắt luôn. Được sơn với cái tông màu xám nè, rất là phù hợp với màu của căn nhà chúng ta luôn. Đây, đó, mỗi khu vực cầu thang thì sẽ có một cái khoảng không gian đèn như thế này để chúng ta bật lên vào buổi tối cho nó sáng khu vực cầu thang ha. Và đây là cái khu vực phòng ngủ thứ hai ha quý anh chị. Phòng ngủ thứ hai hướng ra phía ban công, một cái ban công siêu rộng luôn nha quý anh chị. Đó, một cái căn nhà giá rẻ rất là thích hợp cho những quý anh chị nào mà có tài chính thu nhập thấp á, hoặc là những cặp vợ chồng son vừa mới ra riêng, thì căn nhà này rất là hợp lý cho quý anh chị sở hữu luôn ha. Đó, căn phòng trên đây thì nó rộng cũng tầm khoảng 12m2 quý anh chị. Thì với khoảng không gian này thì chúng ta có thể là để một cái nệm ha, một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm nha quý anh chị. Ở phía trên trần được làm bằng thiết kế là trần la phong ha quý anh chị, cùng với hệ thống đèn led làm cho căn phòng của chúng ta thêm phần rất là sáng luôn nha quý anh chị. Đó, ở đây thì có một cái cửa sổ chính cũng như là một cái cửa chính hướng ra ngoài nè. Và đây là cái ban công cực kỳ rộng luôn quý anh chị ơi. Đây, cái ban công của chúng ta đây. Ban công này quá ư là rộng luôn nè quý anh chị. Ở phía dưới được ốp gạch với những cái tông những cái hình viên sỏi nè quý anh chị, nhìn rất là đẹp ha. Cái ban công này nó rộng tầm khoảng 6-7m2 không quý anh chị. Đó, thì với vị trí này thì chúng ta cũng có thể là làm giống như nhà kế bên nè. Chúng ta về chúng ta làm mái che ra ha. Đó, để tận dụng để chúng ta trồng cây hoặc là mình thiết kế mái giặt ở trên cái khu vực này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đó, với cái ban công này thì chúng ta thiết kế mấy ống nước vào ống nước ra trên đây ha. Để mái giặt trên đây rồi phơi đồ luôn quý anh chị. Đó, giống như những nhà kế bên ha quý anh chị. Cái nhà này là nằm ở hướng chánh đông luôn, nên Lộc quay vào buổi chiều quý anh chị nên khá là mát cho quý anh chị luôn nè. Ở đây thì đường chúng ta là thông tứ phía nha quý anh chị. Mấy bên tay phải thì có một cái hướng đi ra đường quốc lộ 50 luôn, chỉ tầm khoảng 300m thôi, gọi là đường Ba Nhơn nha quý anh chị. Còn mé bên tay trái là quý anh chị đi bằng đường xe hơi chúng ta di chuyển vào bên trong căn nhà này. Đó, cũng thông ra đường quốc lộ 50 luôn quý anh chị. Và hiện tại là căn nhà này cực kỳ rẻ luôn quý anh chị. Đó, phía trước cái ban công này nè, thì những buổi chiều quý anh chị có thể để những cái ghế ở cái khu vực ban công này để chúng ta hóng gió mát thì rất là tuyệt vời luôn ha quý anh chị. Và cái view của cái ban công của chúng ta là nhìn xuống được cái khu nhà vườn này. Đó, nhìn thích không quý anh chị? Một cái khu nhà vườn xanh mướt luôn nè, với rất là nhiều cây xanh. Thì chúng ta ở gần khu nhà vườn á thì chúng ta cũng được hưởng được những cái bầu không khí rất là trong lành luôn quý anh chị. Đó, rất là thích luôn ha. Rồi, quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để đi xuống tầng trời. Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị ha. Và quý anh chị nhớ nhấn một like và một lượt đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn sẽ đi quay mỗi ngày gửi đến cho quý anh chị được nhiều sự chọn lựa và những cái mẫu nhà hoặc là những cái miếng đất thật là phù hợp cho gia đình mình nha. Vừa rồi thì quý anh chị đã tham quan căn nhà của chúng ta rồi, quý anh chị thấy thế nào ? Thấy có phù hợp với tài chính của quý anh chị chưa ? Hiện tại thì căn nhà của chúng ta rất là ngợp luôn quý anh chị ơi. Và chính chủ đã giảm cái giá thấp nhất luôn rồi quý anh chị.
Đó, căn nhà của chúng ta với giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này nha, 699 triệu. Không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Và mọi thông tin chi tiết về căn nhà cũng như là pháp lý, quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta biết chi tiết tường tận thông tin của căn nhà ha. Và pháp lý là mình là công chứng ủy quyền nha cô, nha quý anh chị và cô chú. Thì cái căn nhà này số 2 nè, thì giá là 699 triệu. Đó, thì căn này thứ 3, thứ 4 và căn thứ 4 đang cũng rao bán là 900 triệu rồi quý anh chị. Thì hiện tại là cho thấy là cái căn nhà số 2 rất là ngọt luôn. Nên quý anh chị hãy nhanh tay lên để đi xem ngôi nhà này, để chúng ta sớm sở hữu cho mình một cái căn nhà ưng ý và phù hợp với gia đình mình ha. Xin mến chúc cho quý anh chị có nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống, và sớm tìm được cho mình những cái căn nhà thật là ưng ý và phù hợp nha quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.